Bộ Xây dựng vừa cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn, giống như gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016. Theo Bộ Xây dựng, đây là một trong những đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản. Trong bối cảnh thị trường này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bộ Xây dựng cũng cho rằng hiện có nhiều rào cản trong cơ chế phát triển nhà ở xã hội đang làm phát sinh thủ tục chi phí. Các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội phải mất 1 đến 2 năm để hoàn thành những thủ tục này. Đặc biệt, hầu hết các địa phương chưa dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội còn chồng chéo giữa các luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai. Giá bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội chưa tính đến các chi phí hợp lệ, hợp lý như chi tổ chức bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Việc định mức lợi nhuận dự án nhà ở xã hội không vượt quá 10% đã không thu hút được doanh nghiệp tham gia làm nhà ở xã hội. Do đó, cùng với gói tín dụng mới, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết về thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội như chính sách giao đất để đầu tư dự án nhà ở xã hội, dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, phương thức chọn chủ đầu tư, xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.